Xin chào các bạn. Video này thì mình có một số phụ kiện nhập bãi. Giá là chưa bao gồm phí ship. Phí ship một đơn là 30k, mình có ship code toàn quốc. Đây là mẻ đầu tiên này nha các bạn. Mẻ số 1 thì mình có một bịch thẻo như thế này nha. Tên của nó là Hayabusa của Nhật nha. Sabiki này, 520 yên nha các bạn. Một bịch này bên họ bán tới 100.000 nè. Lưỡi nè. Đó. Nó gồm cả mấy khối linh luôn nha. Lưỡi linh luôn 2, 4 8 cái. 1 này, 2 này nha. 2. Lưỡi vàng này 3. Lưỡi vàng 4. Lưỡi thẻo này 5. Lưỡi này 6. Lưỡi này là 7. 8 9 10 11 12. Cái này gồm 12 món nha các bạn. Mẻ 1. 100k nha. Mẻ 1 100k 12 món. Mẻ 2. Thì mình gồm có bịch như thế này nha. Bịch này là bịch cứ có lưỡi sẵn nha các bạn. Đó, bên trong này nó sẽ có cho mình là một dây cước có sẵn nha, nó cột một cái lưỡi này về mình câu bằng tay rồi. Đó, nó gồm nhiều món nha, nhiều bịch nha. Một này nha. Một này, hai, ba này các bạn. Bịch này cũng vậy luôn, nó ở trong có là 4. Rồi bịch này bịch chữ T. 5. Chữ T nên để này. Mình sợ cước vào trong cái này. Đó. 6. Bịch có lưỡi sẵn 7 nha. Bịch chữ T này, đó. Hướng dẫn câu như thế này. 8. Một bịch dây BE. 9. BE là 10. 11, 12. Cái này gồm 12 món nha các bạn. Mẹ 2 100k. Số 2 nha, 100k. Số 3 thì mình có lưỡi nha các bạn. Lưỡi nè. Lưỡi số 12. Đó, một cái móc như thế này. Đó, 1 nè. Lưỡi này là để lưỡi số 11. 2. 12. Đó. 3. Bịch này là lưỡi số 10 nè. Đó, 4 nè. Ra bán. Rồi một bịch màu vàng này, nhiều nè, 5. Cái này là gồm 5 món. 1 2 3 4 5. Mã này là mã số 3 nha, 100k. 3 100k. Tiếp theo là mã số 4. Số 4 thì mình có loại màu vàng. Yamakasu như thế này. Lưỡi số 9 này. Có ngành này nha, 1. Lưỡi số 6. Lưỡi này là hình như không ngành này. Lưỡi nó không ngành. 2. Yamakasu lưỡi số 10. Có ngành nha, đó, đó là bán luôn. 3. Rồi lưỡi này là lưỡi số 12. 12, 4. Và lưỡi nhỏ như thế này. Lưỡi này là có ngành luôn nha. 5. Mã số 4 100k nha. 4 100k. Số 5. Số 5 thì mình gồm có một bịch như thế này. Yamakasu màu vàng. Đó, như thế này. 1. Rồi này, màu trắng. Nó để lưỡi 11. 2. Đây là để lưỡi 10 nha các bạn, số 10. Có ngành này 3. 11. Rất là nhiều luôn, 4. Một bịch lưỡi số 2. Đó, 5. Cái này gồm 5 món. Mã 5 100k nha. Số 5 100k. Rồi số 6 thì mình gồm có cái khối linh này, khối linh câu biển các bạn, loại lớn. Rất là to nha. 1 2 3. Cái này gồm 3. 3 cái khó thôi nha. 1 này. Rồi cái này gồm 1 2 3. 3 khó. 3 khó nữa. 2. Rồi một đống khó nhỏ như thế này. 3. Rồi khó là này. 4. Rồi khó là này. 5. Cái này gồm 5 món. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bạch. Mẹ số 6 này có giá là 90k nha. 6. 90k 5 bạch. Rồi mẹ 7 thì mình gồm có một cái bao. Một cái bao. Đó. Có dây sách như thế này luôn nè. Nghe nó có cùng dây màu đỏ đó, tiền luôn.
Nhìn dây thì mình có thể gài móc được luôn thôi. Bấm chỗ này mình gài và móc đồ dùng. Bên góc bên trong kéo ra. Đó. Một con mồi chày nhé. Mấy con này chày hết. Rồi đây có hai con tôm nhé các bạn. Còn con mực. Đó. Con này còn mới nhé. Một con. Rồi con này cũng vậy nhé. Con này là một phần nửa lưỡi. Còn mới luôn nha. Hai con. Vịt số 7 này 100k nha. Mã 7 100k. 7 100k. Rồi mã 8. Mã 8 thì mình có này là vịt yên của nó. Một vịt tên là của nó đây. Vịt giom. Màu đỏ như thế này nha. Mấy con cực cực này. Này nhìn ngộ hình này. Mấy con này cho nó rất là nhẹ nha. 500 yên. Rồi một bịch rất là nhiều luôn nha các bạn. Rất là nhiều luôn. Nên nó bị rớt. Một này. Rồi một bịch Lucky như thế này. Đó nhìn thấy không. Chút trước như thế này. 2. Rồi một bịch Yamamoto loại như thế này. 3. Bịch Yamamoto là màu nâu. 4. Cái này gồm 4 món nha các bạn. Mẹ số 8 100k nha, 4 món. 8 100k 4 món. Rồi số 9 thì mình qua cước nha các bạn. 9 thì mình qua cước. Cuộn này là một cuộn Sun Line nha, blue màu xanh. 500m nè. Tải được 8,6 kg, 19 lb. Có mẻ rồi nha. Cước số 6 nha, 0.405mm đó. Có hộp luôn nha, nguyên hộp như thế này. Cuộn này nó có sử dụng luôn đó. Cuộn này là 500m, người ta sử dụng tầm khoảng cỡ 200m rồi nha. Cuộn này tầm khoảng cỡ 250-300m đó. Còn rất nhiều nha. Cái bên trong này là còn mới hết nha, người ta chưa sử dụng, người ta chỉ mới có tháo vào cái phần ngồi người ta dùng mới thôi đó. Số 9 nha, cuộn này là 100k. 9 100k. Rồi số 10. Một cuộn là made in Japan này. Để mình coi thử. Cuộn này là dán. Nó dán nó tem. DL này nhé các bạn, DL của Nhật. MX500. Cuộn này là cước số 5. 0.37mm nha. Số 5 này, 0.37. Tải được 20 lb là 10kg này nha. Có mã này. Đó. Cước bên trong này, cước của nó màu như thế này. Cuộn này 500m thì sử dụng tầm 150m. Cuộn này tầm khoảng có 350-400m nha. Còn rất là nhiều. Rồi. Cuộn số 10 này có giá là 120k nha. 10 120k. Tiếp theo là 11. Một cuộn Sun Line luôn nha. Sun Line. Cước số 6 0.45. Đây, 0.45. 0.405mm nha. Cước số 6 nha. 500m. Cuộn này đã sử dụng rồi mà còn nhiều nha. 500m cuộn này sử dụng 100 hơn rồi. Còn tầm khoảng 350-400m. 350-400m nha. 11 150k. 11 150k. 12 thì mình có một cuộn này. Sport IA này. Đó. Cuộn này là Nikoha Tournament này nhớ các bạn. Dây nylon. Cuộn này là số 2 này, có sử dụng rồi, 600m, tải được 5kg nha. 0.235mm này, 0.23. Full mùa, dành chanh như thế này. 600m cuộn này thì còn nhiều lắm nha. Đó, mới sử dụng này, có chỗ sử dụng một ít rồi này. Cuộn này tầm khoảng cỡ 400m nha. 400m. Số 12, 120k nha. Rồi 13. Đó, Tournament luôn. Tournament, cước số 2. 10 lb 5kg, 0.23mm nha. Cuộn này là còn nguyên này. Còn nguyên kit này. Đó. Chưa sử dụng luôn nha các bạn. Cuộn này chưa sử dụng luôn nè. Cuộn số 13. Cuộn này là 170k nha. 170k. 600m. Đó. Còn nguyên luôn. 14 thì mình có một cuộn như thế này.
cùng tên của nó. Tên của nó là IGK nha các bạn, IGK 1.6 yên là có hộp luôn. 500m cước số 6 nha. Cước số 6 là 0.45mm. Thương hiệu IGK, cụ này còn nguyên này. 500m, cái này có sử dụng tầm khoảng cỡ mấy chục mét đó. Sử dụng tầm khoảng 50m còn đầy luôn nha. Rồi cuộn 14 180k, 14 180k 0.45 nha. Màu của nó như thế này. Tiếp theo là 15 một cuộn tournament 63, tải được 7kg này, 600m, cuộn này còn nguyên luôn nha. Đó, nguyên tem như thế này, còn mới tinh luôn. Cước số 3 của nó là 0.28mm nha, được khỏi khui luôn. 15, cuộn này là 200k, 15-200k. 16, 63 nha, tournament luôn này, giống y hệt luôn. 7kg, 0.28mm, cũng còn nguyên luôn nha các bạn. Đó. 16, cuộn này 200k, 16-200k. 17 thì mình có một cuộn fluoro nha các bạn. Cái này là fluoro carbon nha, Siguo nè, thương hiệu Siguo fluoro carbon 100% nha. Tải được là 16 lb, cái này là tầm 8kg nha. Dây này là dây số 4 nha các bạn, cước số 4. Cước số 4 của nó là 0.33mm nha. Số 4 này là 0.33mm. Cuộn này nó để là 240m nha. 240m. Nó sử dụng tới một phần này là để nó để là 160 nè các bạn. Cuộn này là giờ hiện tại còn 160. Cứ mỗi đoạn nó sẽ để số này, nó chừa lại này. Nó tới này phút này là 160. Bên trong nó nữa là 80 đó. 240 nó còn 160m nha. 160m, cuộn này là 17 150k, 17 150k. 18 một cuộn Siguo luôn. Fluoro carbon 100% nha. Cước số 4 là, cước 4 của nó là 0.33mm nha. 240m. Bên này là 160m còn nha. Mà nó hơn 160m, nó còn một mớ bồng nữa. Nó chưa có tới 160 thấy không? Nó còn một mớ đường chồng lên 160 nữa. Cái này tầm khoảng cỡ 180m, 200m gì đó. Cái tầm khoảng cỡ 180m nha. Rồi, mẻ 18 như vậy luôn nha, 150k. 18 150k fluoro. 19 thì mình có cuộn Winty Yellow như hay màu vàng. Thương hiệu của nó là Win này, là của Nhật Sunlight nha. Đó. Cuộn này là cước số 6 nha các bạn. 0.45mm, cuộn này 500m, tải được là 8.6kg nè. Full màu cam, cuộn này chưa sử dụng luôn nè, còn nguyên luôn nè. Chưa sử dụng. 19, cuộn này là 150k, 19-150k, 500m. 20 thì mình có cuộn này, Tournament số 5 nha. Tải được 10kg, 0.37mm, số 5, 600m một cuộn. Cuộn này còn nguyên luôn nè, nó còn nguyên, đầy luôn nè. Cuộn 20, 20-230 nha, 20-230k. 21 là một cuộn Tournament luôn nè. Cước số 5 luôn nha, 0.37, đầy cuộn luôn, 600m đó. Đầy luôn nha, nó còn đầy full luôn. 21, cuộn này là 230k. 22, cuộn Tournament 0.37, 65 luôn nha. Đó, cuộn đầy luôn. Đó, 600m nha các bạn. 22, 230k. 22, 230k. 23, số 5 luôn nha, Tournament số 5 nè, 0.37, đầy luôn, nguyên cuộn. 23 nha. Mẹ 23. Nó được gồm 4 cuộn 5, 4 cuộn số 5 Tournament. 24 có một cuộn top Suzumi. Suzumi này là của Hàn Quốc. Top cat cước số 6 500m nha. 0.403mm, 500m một cuộn, đầy luôn, nguyên kích như thế này. Màu xanh. Xanh như quả ổi. Đó. Nguyên cuộn như thế này nha. Cái này là mẻ 24, 24 nha.
150k. 24 150k. 25 thì mình có một cuồng tournament cứ số 4 600m nguyên cuồng luôn này, nó còn kích luôn đó, bên trong cũng còn nguyên đầy. Cứ số 4 của nó là 0.33mm rồi nha. Mẹ 24, cuồng này là 25, chứ cuồng này là 25 nha các bạn. 25 này là 230k, 25 230k nha. 26 cũng là số 4 tournament luôn đó, 8kg, 0.33, 600m đầy luôn nha, nguyên cuồng. 26 230k, 26 230k. 27 cũng là số 4 luôn. Đó. 8kg, 600m đầy luôn nha. 27 230k. 27 230. 28 thì mình có một cuộn si bát. Cuộn ni lông nè. On bát, cuộn này là lần bát nha, tên của nó. Cuộn này là ni lông nha các bạn. Ni lông lòi mềm. Đó. Bên trong này nó để là 75m. Cuộn này là 300m. Cái phần ngọt. Tới khúc này là chưa tới 75 nha các bạn. Tới khúc này là khúc 150m này. Ở ngoài đây là 150m. Cuộn này là còn 150m nha. Nó đang dùng tới độ 150m. Cuộn này là còn 150m nữa. Đó. Xài cước mà. Rất là xịn nha. Không số rồi. Cước này là cước số 2 này nha các bạn, 8LB. Cước số 2. Cước số 2 tại 8LB là được 4kg. Cuộn 28 này là 130k. 28 130k. Cước số 2 rất nhỏ. Rồi 29 thì mình có một cuộn 100m. Cuộn này là cuộn 7 màu, nó không size lớn nha các bạn. Cuộn này tầm khoảng cho cước số 10 nha. To lắm. Cước 7 màu, màu rất đẹp, 100m nha. 29 cuộn này 80k. 29 80k. 30 thì mình có một cuộn super 100m. Lò 9.0. Lòng là cước số 9 nha, cước số 9 là USA. Cước số 9 là 0.55mm. À, cuộn này nó bằng cái cuộn này nè. Nó hai sợi nó giống nhau, nó bằng nè. 100m đầy luôn nha, cứ sử dụng. 30 cuộn này 80k. 30 80k. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình hoặc là để lại bình luận mã phụ kiện kèm số điện thoại nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.